và cuộc cách mạng tư duy, cho đến trước khi MU tiếp Liverpool ở vòng 9 Premier League, Ole Gunnar Solskjaer hứng chịu rất nhiều chỉ trích, cùng làn sóng kêu gọi ông từ chức. Phản ứng của người hâm mộ MU xuất phát từ chuỗi kết quả tiêu cực trên sân cỏ, mà Solskjaer là nguyên nhân chính. Solskjaer gần như không thay đổi MU trong nhiều tháng liền, giữa vòng xoáy khủng hoảng phong độ, lại thêm nhân sự tổn thất nghiêm trọng, Solskjaer vẫn giữ khư khư lối chơi 4-2-3-1. Khi MU tiếp Liverpool, Solskjaer không khác gì ngồi trên đống lửa ông quyết định thay đổi để cứu chính mình. Thay đổi của Solskjaer là hệ thống ba trung vệ trước Liverpool, MU đá 3-4-1-2, trong đó Andres Pereira được xếp phía sau cặp tiền đạo Daniel James, Marcus Rashford. Sau đó, ở trận thắng Partizan 1-0 trong khuôn khổ Europa League, nhà cầm quân người Na Uy cho quỷ đỏ vận hành theo công thức 3-4-2-1. Lingard và Juan Mata là những vệ tinh phía sau Anthony Martial. Lối đá ba hậu vệ không phải mới với bóng đá hiện đại, chính MU cũng từng có thời điểm được thử nghiệm theo công thức này trong những ngày Jose Mourinho còn tại vị, dù vậy, khi MU khiến Liverpool chật vật mới giành một điểm và chấm dứt 232 ngày không thắng sân khách, có thể thấy được Zơ thực hiện cuộc cách mạng trong chính tư duy của mình.